Trang Hải mến chào anh chị và con, mình đã quay trở lại trên kênh YouTube Nhà Đẹp Trang Hải. Và hôm nay Trang Hải lại muốn tiếp tục gửi đến cho anh chị và con mình xem tham khảo một cái mẫu nhà cấp 4 cực kỳ đẹp luôn, và là căn gốc nở hậu vô cùng là lý tưởng luôn. Theo Trang Hải nghĩ rất là phù hợp cho những cha mẹ mình lớn tuổi á, mình có về chứng bệnh xương khớp, mình khó di chuyển lên cái lầu, có thể mình tham khảo cái mẫu nhà này nha anh chị bà con. Như trước khi vào nhà, đây là con đường thông luôn, ngay căn gốc rất là đẹp luôn. Theo hướng tay trái, Trang Hải chỉ cách khoảng 80 mét ra cái đường tỉnh 835 thuộc xã Phước Lợi. Ở đây thì dân cư rất là sung túc luôn, và nhà mình đặc biệt kế cái căn nhà nghỉ hoa sứ cà phê sân rường rất là tuyệt vời luôn. Và hướng bên tay đây, hướng mình ở thẳng đây vẫn còn thông vô nhà dân, và có những cái căn nhà trọ phía dân đang xây. Nếu anh chị bà con mà thấy có nhà trọ là biết ở đây gần rất nhiều công ty xí nghiệp lớn nhỏ luôn, cho nên nhà người dân ta mới mở những căn nhà trọ. Và một điểm cộng của các căn nhà mình á, là nói chung là có vị trí thuộc chính xác của mình, thuộc ấp 3A xã Phước Lợi. Từ ngay căn nhà Trang Hải đang đứng đi ra quốc lộ 1A cũng như chợ Gò Đen chưa tới 2 km thôi, thì một cái điều tiện ích xung quanh là rất là đầy đủ rồi. Gần trường học các cấp, từ mẫu giáo cấp 1, cấp 2, cấp 3, cho anh chị bà con mình về đây có thể con em đi học cũng rất thuận tiện luôn. Và căn nhà hôm nay Trang Hải là căn giới thiệu căn cấp 4 với thiết kế cực kỳ là mới lạ luôn. Với pháp lý nhà mình là sổ hồng riêng có hướng Tây Nam nha anh chị bà con. Với diện tích căn nhà mình ngang 4,5 m, nở hậu 6 m, dài cho 20 m. Đó, có 2 phòng ngủ và một nhà vệ sinh có giếng trời phía sau, rất là cực kỳ luôn. Như ở đây anh chị bà con mình mua căn nhà này về có thể mình lợp thêm cái mái che, cái mình làm cái hàng rào kiên cố là rất là tuyệt vời. Chỗ này mình đậu xe máy rất là riêng tư và kín đáo luôn. Và sau đây mời bà con cùng Trang Hải khám phá chi tiết căn nhà. Đó, trước khi vào nhà thì cái sân mình lót gạch cũng rất sạch sẽ và có bậc tam cấp rất là tuyệt vời luôn nha anh chị bà con, cao ráo luôn. Và các lớp cửa để vào nhà mình là chủ nhà làm cửa nhôm xin pha, kèm theo đó kính cường lực. Nếu anh chị bà con mình về mình hỏi chắc chắn có thể mình làm thêm một cái lớp cửa, nó là tuyệt vời luôn. Bên hông mình cũng có một cái lớp cửa sổ để lấy gió lấy sáng ở ngoài luôn nha anh chị bà con. Và đây là tổng toàn bộ không gian căn nhà của mình nha. Nền gạch á, thì chủ nhà lót gạch màu sàn gỗ đó, rất đẹp, cái mẫu cũng rất mới luôn. Rồi kế tiếp á, ở đây á, nói chung chủ nhà còn một cái vách ngăn, đây một cái kệ vách ngăn đó gì mà chưa đắp kịp nha anh chị bà con. Thì với mức giá tổng toàn bộ này đúng 1 tỷ 900 triệu, và cái giá này á vẫn còn thương lượng trực tiếp với chủ nhà luôn nha anh chị bà con. Rồi tiếp theo là không gian bếp của mình, thì chủ nhà thiết kế hình chữ Y rất là gọn nhỏ luôn. Tủ bếp thì cũng có rất nhiều ngăn, nhiều hộc, mà tủ này thì chủ nhà xài bằng nhựa nha anh chị bà con. Cũng như đây, tủ dưới này cũng có rất nhiều ngăn, nhiều hộc luôn. Mặt bếp thì nguyên đá hoa cương, nguyên một tấm, rất là chắc chắn luôn. Kế bên đây mình cũng có bồn nước rửa chén, dưa bát, bồn đôi luôn, rất thuận tiện. Một bên mình rửa chén, bên đây để ráo, mình về mình mua thêm một cái đồ mình đắp chén chỗ này, mình để trên đây là rất gọn căn nhà của mình luôn. Và nước mình chẳng hạn, nhắc lại đồng hồ điện riêng và nước riêng, nước thì cục luôn nha anh chị bà con. Rồi tiếp theo mời bà con cùng khám phá chi tiết cái phía sau cái phòng ngủ của mình nha. Đây, và đây là căn phòng ngủ thứ nhất của nhà mình. Đây, mời bà con cùng thăm vô theo tham khảo nha. Có rất rộng rãi thoải mái luôn. Ở đây mình để bộ giường, tủ kế bên mình kê cũng rất là thoải mái. Nền gạch thì cũng sử dụng là màu gỗ luôn. Hệ thống trần rất là cao ráo và thoải mái. Và căn nhà mình có thêm một cái lớp cửa sổ này để anh chị bà con mình có thể mình mở, mình ngó ra phía ngoài trước mình cũng rất là tuyệt vời luôn. Rồi tiếp theo mời bà con cùng Trang Hải khám phá chi tiết cái phòng ngủ thứ hai của mình. Đây, đây phòng ngủ thứ hai của mình cũng rộng rãi như căn phòng ngủ kia luôn nha anh chị bà con. Thì gạch cũng lót rất sạch sẽ nè, hệ thống trần nói chung cũng có chờ sẵn những cái dây để bà con mình lắp đặt thêm mấy cái máy lạnh là quá tuyệt vời luôn. Căn phòng này cũng có thêm một cái phòng ngủ, cái phòng ngủ có thêm một cái cửa sổ để mình lấy gió lấy sáng. Thì nói chung cửa nhà, tất cả hệ thống nhà của mình là xài cửa nhôm xin pha và full màn hết, cực kỳ là riêng tư kín đáo luôn. Rồi tiến sâu hơn, mình có cái khoảng giếng trời phía sau. Đây mà bà con cùng tham khảo. Đó, khoảng giếng trời phía sau để mình lấy gió lấy sáng, cực kỳ luôn. Và mình cũng có một cái nhà vệ sinh. Đây, cũng đầy đủ trang thiết bị cơ bản, gạch cũng lót xung quanh rất là cao ráo luôn, đầy đủ luôn. Cũng có bồn cầu nguyên khối, lavabo đầy đủ cho anh chị bà con mình luôn. Rồi tiếp theo thì Trang Hải mời xin tổng hợp hết thông tin về cái căn nhà của mình nha anh chị bà con. Thì căn nhà của mình có diện tích ngang 4,5 m, dài cho 20 m, nở hậu 6 m, được thiết kế mẫu nhà cấp 4, có 2 phòng ngủ và một nhà vệ sinh. Mình có khoảng sân trước nè, mình có khoảng sân sau, giếng trời rất là tuyệt vời luôn. Và vị trí chính xác của nhà mình thuộc ấp 3 xã Phước Lợi, đường ô tô xe tải trước cửa nhà mình luôn. Mình cách chặt quốc lộ 1A cũng như chợ Gò Đen đâu đó tầm chỉ chưa tới 2 km luôn. Tiện ích xung quanh là rất là đầy đủ rồi. Như bà con đầu video cũng thấy, gần kế bên nhà nghỉ có nhà trọ công ty xí nghiệp rất là vô tư luôn. Với giá bán hiện tại tổng toàn bộ căn nhà mình chỉ đúng 1 tỷ 900 triệu, không phát sinh bất kỳ chi phí, và nhà trên xây dựng đất thổ cư, giấy phép xây dựng đầy đủ cho bà con mình luôn. Và cái giá này vẫn còn thương lượng trực tiếp với chủ nhà luôn.
Nếu anh chị bà con mà thấy căn nhà phù hợp cho cha mẹ mình lớn tuổi thì có thể xuống tham khảo. Dạ rồi, Trang Hải xin chào và hẹn gặp lại bà con.